hộp lớn. Dạ. Ok. Lớn nè, đó, cái này đó. Ủa vậy sao lớn lên? Ghê này. Không phải, em tính lớn ở đây nè đấy. Không hiểu, chị tính ở đây rồi em còn lớn cái gì nữa. Chừng nào mà chị nhiều dắt em, chị đi qua đây nè. Này, nãy mấy đứa đi tới đâu rồi? Tới đây thôi. Nãy cố tình để tránh ra đi Nhi, trúng đầu á. Mà nó không bao giờ nó ném mình hết á. Nó cứ thấy mình đứng đâu là nó chơi bóng rổ ở đó. Bên kia, nó không chơi. Bên kia thì nó không chơi. Mình đứng đâu nó chơi bóng rổ. Đó thấy không? Giả bộ lặng lại. Giả bộ để làm rớt đồ tóc giả gì. Ồ. Yeah. Hay lắm, 10 trái cho được con trái à, bà uống cái gì? Hả? À, bà bê nó hay bà uống cái gì? Không nè. Hồi nãy ở đằng bán khô gà cho ai mà cũng lấy tiền, tại sao thằng kia mà không lấy? Ở đây nè, nó đâu có mua, có xin ăn không à. Thì đó. Xin ăn đi là mấy ký à, ăn còn hơn mấy cái người ta mua nữa. Ghê lắm nha, đứng đằng sau mà quăng tới luôn. Anh Châu, bà mua lấy con gà cho anh có lấy tiền không? Con gà giờ đây bán không được đó bạn. Bán được chứ. Hả? Bán được. Ờ bán được rồi bà vui mà. Bà lúc để đây á. Bé My, em mua khô gà bà Nguyên, bà có lấy tiền em không? Có. Đó. Rồi giờ đứng đâu cao luôn. Không lấy tiền. Được. Đó còn nghĩ luôn. Thấy không? Thấy đẹp trai à. Mới có nhiều người yêu không? Đó. Bởi vì đẹp trai mới có nhiều người yêu không? Còn cỡ Nguyên không bán luôn chứ bộ. Rồi mua trả tiền gấp đôi mà Nguyên không bán. Rồi. Nhiều năng lượng lắm nè. Không quay mà cứ chơi bởi người ta kêu quay cái xỉu. Ôi ơi mệt. Đổ. Cái tim gơ mê hình ảnh này lắm. Đổ đi. Anh Trung chơi thử một cú nè. Hai ba. Đó đó bắt đầu. Bình thường là một tật bình thường hết chứ không phải là vô bình thường. Rồi cho anh đây. Rồi vô 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 vô. Bấm bấm bấm. Thôi thoại của anh nè. Đó, thôi thôi thôi, thôi 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 thôi. Cái len chuyên đi với máy nó cũng lên thường, chị cũng lên chuyên luôn. Đầu tư là phải đầu tư cho đáng kiểu đó, để quay luôn. Làm đèn đó anh ơi. Cái lúc mà quay là không vô. Làm đèn cái đó. Ôi. Nói không anh Đông ơi. Má tắt mắt nha. Nè một cú để đời nè, một cú để đời. Rồi nè cho cú lại để đời nè. Hai, ba. Nổi rồi, nổi rồi. Của mình mới cái của mình mới mua có 50 à, anh này nói không được đâu, phải mua cái khác ngon hơn kìa. Ai nói anh này nè, anh bị điên hả? Cái máy này quay á nó hay bị rung 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 á, hay bị nhòe ao nét á. Gì mà mua quay cho 50 triệu hay bị khùng. Suối ta mua mấy chục hàng 100 triệu mới sáng sớm rồi, phải chửi không? Suối bậy không? Ngang ngang với cái máy này, ngang ngang mua chừng 9 triệu thôi. Tao tham bộ nè, nói cho công bằng. Bây giờ tặng chị cái máy chụp hình 50 không?
Ăn vô tưởng miếng. Rồi tháng bán. Bây giờ tặng chị có bao nhiêu hình 50 triệu không? Ai tặng? Nó chưa mua luôn. Nói chưa mua. Nha. Nha. 50 nha. 50 gì? 50 triệu lận cái máy đó. Lận hả? Máy. Rồi ra đây. Ok chị. Mấy cái tài khoản nha. Thề đứa nào mà nói xạo đứa đó quăng cái bóng rổ này vô không được để quay phim. Có mở lên cây đúng không? Hôm nay mày sao hả? Mày có vô đâu. Rồi vô.